Xin kính chào tất cả quý anh chị đã quay trở lại với kênh Mua Bán Xe Cũ. Em là Trịnh Vũ Thái Hòa, đến từ Auto 88, có địa chỉ cửa hàng tại số 5 đường Khánh Toàn, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Và cửa hàng em thì em khoe một chút với quý anh chị là em sắp hoàn thiện xong rồi ạ, để lên đón tiếp những vị khách hàng đặc biệt của em. Và hôm nay thì cuối tuần, vẫn như thường lệ thì em sẽ làm một cái bảng báo giá chi tiết nhất tất cả những sản phẩm đang có mặt tại Auto 88 bên em. Và tất cả những xe bên em bán ra thì bên em đều thông báo tình trạng xe chuẩn nhất để cho quý anh chị đỡ mất thời gian. Đó, và tất cả những xe bên em bán ra đều có cam kết bằng văn bản bảo hành động cơ số trong vòng 1 năm cho tất cả mọi người ạ. Ok, em sẽ đi chiếc xe này đầu tiên ạ. Đây là chiếc Kia Sorento phiên bản phun dầu Signature, sản xuất và đăng ký năm 2022. Xe một chủ từ đầu, chạy 4 vạn km. Và đây là bản 6 ghế anh chị nhé. Cùng mời bạn qua ghế bên kia để cho mọi người cùng xem. Lại khóa hết cửa rồi anh chị ạ. Nhưng mà xe thì màu trắng, nội thất màu kem. Đó, được trang bị rất là nhiều option, ví dụ như là cửa sổ trời toàn cảnh này, cảnh báo lệch làn, cảnh báo điểm mù. Đó, camera 360, hát kính lái đã đều được trang bị trên chiếc xe này. Xe thì chạy 4 vạn zin km, full lịch sử bảo dưỡng trong hãng. Và chiếc xe này thì bên em đang chào bán một mức giá rẻ nhất trên thị trường, đó là 1 tỷ 048 triệu đồng. Ở đây thì em có chiếc Toyota Fortuner, đó phiên bản xăng một cầu, sản xuất và đăng ký năm 2018. Đây là phiên bản số tự động anh chị nhé. Xe màu trắng, nội thất màu nâu. Đó, giá quá êm rồi, 745 triệu thôi ạ. Tất cả những giá em Thái Hòa giao vẫn đều có thể thương lượng được, nên là quý anh chị hoàn toàn yên tâm ạ. Ở đây thì em có chiếc Mitsubishi Triton, phiên bản Attili một cầu, sản xuất và đăng ký năm 2022. Xe chạy hơn 5 vạn km, biển gốc Thanh Hóa. Đó, chiếc này thì bên em đang chào bán với giá là 675 triệu đồng. Kế bên thì em có chiếc Ford Raptor, sản xuất và đăng ký năm 2020. Xe đã được gia chủ độ lên hơn 200 triệu tiền đồ. Đó, con này thì em đã quay cho anh chị khá nhiều lần rồi. Em đang chào bán một mức giá cũng vô cùng yêu thương là 939 triệu đồng, bao đăng kiểm mới cho anh chị. Mời bạn đi tiếp theo mình. Chiếc Peugeot 3008 này thì em đã tạm nhận cọc rồi. Ở trong nhà thì em sẽ có chiếc Toyota Camry phiên bản 2.0G, sản xuất và đăng ký năm 2021. Đó, xe chạy hơn 6 vạn km. Xe màu đen, nội thất màu kem vô cùng đẹp luôn anh chị nhé. Nội thất của chiếc xe thì vẫn rất là mới. Đây anh chị có thể xem qua. Camry phiên bản mới đã lột xác hoàn toàn rồi. Nó không còn cục mịch, không còn cổ hủ như trên thế hệ cũ nữa, mà thay vào đó là một cái gì đó trông rất là thể thao và hầm hố. Hàng ghế sau của Camry đúng là hàng ghế dành cho chủ tịch, vô cùng rộng rãi. Quan trọng là chất xe nó vẫn còn rất là mới luôn anh chị nhá. Và chiếc xe này tại thời điểm này em bán với giá là 879 triệu đồng. Êm chưa ạ? Mà lại vẫn còn thương lượng được. Tiếp tục ra ngoài ạ. Vào máy bơm rồi. Vào máy bơm. Ở đây thì em có chiếc BMW X4, sản xuất năm 2020 và đăng ký vào năm 2021. Và đây cũng là cái model mới của năm 2021 anh chị nhá. Là xe đã được trang bị loa Hackman hay là mặt đồng hồ điện tử thế hệ mới rồi. Đó, đây là bản M-Sport X-Driver bản cao cấp nhất. Xe màu trắng, nội thất màu nâu cà phê. Và giá bán rẻ nhất trên thị trường là 1 tỷ 968 triệu đồng. Tiếp tục ở đây em có chiếc Toyota Cross phiên bản 1.8V, sản xuất và đăng ký năm 2021. Xe một chủ từ đầu, chạy 1 vạn km. Bản này thì xe sẽ được trang bị camera 360 này, cửa nóc này, nội thất da màu đỏ này. Và giá hiện tại em đang chào bán với một mức giá là 759 triệu đồng. Peugeot 3008 GT, sản xuất và đăng ký năm 2022, phiên bản cao cấp nhất, chạy 1,7 vạn km. Bản cao cấp nhất thì xe sẽ được trang bị da Habana màu kem này, vành 19 inch này, loa focal này. Và giá chỉ với 868 triệu đồng, không một bên nào bán rẻ như bên em Thái Hòa luôn ạ. Chiếc xe này thì xe đã từng va chạm vào phần đầu rồi. Đó, bán ra thì bên em vẫn bảo hành và cam kết cho anh chị là anh chị hoàn toàn yên tâm. Đó, xe có gì thì em Thái Hòa sẽ nói như thế anh chị nhá. Và bên em ấy, quý anh chị không cần phải đặt cọc. Quý anh chị cầm xe đi check test thoải mái, ok thì mới phải về đặt cọc cho em ạ. Đó, tính em làm việc rất là fair với anh em và mọi người luôn. Ở đây thì em có chiếc Mazda CX-5 phiên bản 2.5 một cầu, sản xuất và đăng ký năm 2018, xe chạy 7 vạn km. Em xin lỗi, 8 vạn ạ. Chiếc này thì em đang chào bán là 7, em xin lỗi, 600
48 triệu đồng. Mazda CX-5 phiên bản 2.0 Pre sản xuất và đăng ký năm 2021, xe được khoác lên mình màu xanh Kawasaki. Mức giá sốc em sẽ để cho chiếc xe này là 759 triệu đồng luôn ạ. 759 triệu đồng cho chiếc Mazda CX-5 phiên bản Pre. Đó, gia chủ đã lên camera 360 này, màn hình mới này, và lên cả hai ghế trước là đã được trang bị làm mát ghế rồi ạ. Tiếp tục ở đây em có chiếc Peugeot 2008 phiên bản GT Line, phiên bản cao cấp nhất, sản xuất và đăng ký năm 2022. Xe được khoác lên mình là màu đen, xe chạy 3,8 vạn km, và chiếc xe này thì em đang bán với giá là 685 triệu đồng. Ở đây thì em có chiếc Mazda CX-3. Mazda CX-3 sản xuất và đăng ký năm 2022, chạy 5 vạn km, xe đứng chính chủ tên em luôn. Đây là phiên bản 1.5 Deluxe và giá em đang chào bán là 535 triệu đồng. Mazda 3 phiên bản 1.5 sản xuất và đăng ký năm 2016, xe chạy 9 vạn km, một chủ từ đầu, full lịch sử bảo dưỡng trong hãng ạ. Xe được khoác mình là màu nâu, nâu xám anh chị nhé. Và chiếc này thì em đang chào bán với giá là 399 triệu đồng. Giá thời điểm này cũng rất là tốt rồi ạ. Tiếp tục ở đây thì em có chiếc Mazda 3 phiên bản 1.5 hatchback sản xuất và đăng ký năm 2018. Đó, chiếc này đang chào bán với giá là 475 triệu đồng. Kia Seltos phiên bản 1.4 Premium sản xuất và đăng ký năm 2021, xe một chủ từ đầu, chạy 6 vạn km, 619 triệu đồng. Ở đây thì em có chiếc chiếc này em không bán, em quên mất. Đấy, nãy giờ là hơi loạn rồi đấy ạ. Tiếp tục em có chiếc Peugeot 2008 phiên bản GT, phiên bản cao cấp nhất, sản xuất 2020 và đăng ký lần đầu vào năm 2021. Xe chạy 4 vạn km, full lịch sử bảo dưỡng trong hãng, 639 triệu đồng. Ở đây thì em có chiếc Toyota Vios phiên bản 1.5e số sàn MT, sản xuất và đăng ký năm 2022. Điều đặc biệt là chiếc xe này mới chỉ chạy có 8.000 km thôi ạ. Và xe là màu vàng cát, cũng là cái màu hot nhất của Toyota Vios. Và giá hiện tại em đang chào bán là 435 triệu đồng. Cuối cùng ở đây thì em có chiếc Ford Focus sản xuất và đăng ký năm 2013, phiên bản 1.8 số tự động hatchback. Đó, chiếc này chạy khoảng 12 vạn và em đã bảo dưỡng full toàn bộ xe rồi. Sơn suy thì em đã sơn quay toàn bộ xe rồi. Thì đang để ngoài trời nên là nhìn nó không được yêu thương cho lắm ấy. Chỉ ngày mai nữa thôi là em sẽ cho xe vào nhà để review chiếc xe này lại cho quý anh chị. Còn chất xe thì vẫn rất là ok. Đó. Chiếc xe này thì em đang chào bán với giá là 245 triệu đồng. Quá rẻ cho một chiếc xe số tự động hatchback. Đời cũng chưa sâu quá, mới được 11 năm thôi. Đó. Rất là mong cuối tuần quý anh chị sẽ qua Auto 88 và ủng hộ em Thái Hòa. Em vẫn nhắc lại, bên em không cần đặt cọc, anh chị vẫn có thể check test xe mọi miền trên tổ quốc. Đó, bên em khuyến khích anh chị sang bên thứ ba để check test mua bán xe cũ, thì bao giờ cũng cần nhất là một sự yên tâm, đúng không ạ? Rất là cảm ơn quý anh chị đã xem hết clip, và mong quý anh chị có nhu cầu sẽ liên hệ theo số hotline ở trên màn hình 0961408888, hoặc là qua Facebook chính chủ là Trịnh Vũ Thái Hòa. Rất là cảm ơn anh chị đã xem hết clip, và chúc anh chị sẽ có một ngày cuối tuần bên gia đình thật là tuyệt vời và vui vẻ. Xin chào mọi người. Okay.